để tóm tắt về tình hình cuộc nội chiến đang diễn ra tại Myanmar, thì nước này đang chìm đắm trong một cuộc chiến vốn không còn là một cuộc đấu tranh cho tự do hay quyền lợi của người dân nữa, mà đã biến tướng trở thành một cuộc chiến được bao phủ bởi tham vọng quyền lực tột cùng và những sự bạo lực. Các phe phái từng liên kết để chống lại chính quyền quân sự, chỉ mong giành được sự công nhận và tôn trọng, giờ đây lại đang chĩa súng quay vào nhau. Và mọi thứ đang biến quốc gia này trở thành một trong những nơi hỗn loạn nhất hành tinh, không kém cạnh lo lửa tại Trung Đông. Sự hỗn loạn này không chỉ gây ra thảm kịch cho hàng triệu người dân vô tội, mà còn đẩy Myanmar vào vòng xoáy bạo lực không lối thoát, nơi mà mọi hy vọng về hòa bình đang bị nhấn chìm trong vũng lầy của bạo lực và sự tham lam của con người. Ở thời điểm hiện tại, đang có 6 lực lượng lớn đang giao tranh trong một cuộc chiến tại Myanmar. Mà trong phần 1, mình đã điểm mặt 3 lực lượng, lần lượt là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc NUG, Liên minh Ba Anh Em, Quân đội Độc lập Kachin. Ở phần 2 này, hãy cùng mình tìm hiểu về các lực lượng còn lại, để xem những lực lượng này đã làm những gì để có thể gây ra cơn ác mộng cho quân đội chính phủ và so kè ngang hàng với các lực lượng trên nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Liên minh 4K. Liên minh 4K hay còn được nhắc đến với cái tên Liên minh Quốc gia Karen. Nó bao gồm những lực lượng vốn đã tồn tại từ trước cuộc đảo chính và hoạt động riêng rẽ. Xuất thân và lý tưởng của các đội quân này cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng chẳng qua là vì đang có một kẻ thù chung nên mới tạm thời liên minh lại. Lực lượng này bao gồm Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen, Quân đội Kareni, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Quốc gia Kareni, Lực lượng Phòng vệ Dân tộc Kareni. Ý chí chung của các lực lượng phiến quân này là đều muốn bảo vệ bang Kareni, và họ thì đều có một mối thù chung đối với phía quân đội Myanmar. Vậy thì tại sao họ lại căm ghét quân đội chính phủ tới như vậy? Cùng trở về quá khứ, vào thời điểm đất nước Miến Điện giành được độc lập từ tay người Anh vào năm 1948, đã có một sự căng thẳng đáng kể giữa cộng đồng người Karen và phần lớn người Miến Điện. Nói một cách dễ hiểu, Miến Điện thì muốn sáp nhập các cộng đồng người Karen tại bang Kareni vào đất nước của họ. Tuy nhiên thì người Karen khi đó đã nói không. Đồng thời thì họ cũng đã có được sự ủng hộ mạnh mẽ của thực dân Anh, nên phản ứng của họ càng kiên quyết hơn. Cuối cùng thì Miến Điện đã phải nhún nhường vì lo sợ trước thế lực của quân Anh. Bang Kareni được công nhận độc lập và không cần sáp nhập vào Miến Điện, mà được coi là một đất nước chư hầu. Thế nhưng sự nhún nhường này chỉ là tạm thời mà thôi, khi Miến Điện hay Myanmar vẫn còn bị áp lực bởi một thế lực mạnh mẽ khác. Thế nhưng khi đã thực sự giành được độc lập thì họ lập tức yêu cầu tiểu bang Kareni phải sáp nhập vào liên bang Miến Điện. Thậm chí nhà lãnh đạo Kareni Ube Tu Rey đã bị một lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền trung ương ám sát vì ông này phản đối việc sáp nhập. Suốt một khoảng thời gian sau đó là các cuộc hỗn chiến giữa hai bên. Nhóm này thì đã bị cáo buộc là từng sử dụng cả trẻ em để làm lính, một tuyên bố mà họ đã không phủ nhận. Lý do họ đưa ra đó là những đứa trẻ muốn trả thù cho cha mẹ của chúng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, và chúng hoàn toàn tình nguyện. Trong 4 lực lượng của Liên minh Quốc gia Karen thì nổi bật hơn cả là lực lượng Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen, KNLA. Tính đến đầu năm 2021, KNLA ước tính là có khoảng 15.000 quân, được huấn luyện vô cùng bài bản và rất khát máu. Đội quân này được chia thành 7 lữ đoàn và một lực lượng đặc biệt dành riêng cho các hoạt động đặc biệt. Các cuộc chiến của KNLA với quân đội chính phủ đã diễn ra trong hàng chục năm, những trận đánh lớn nhỏ là không kể xiết. Nếu xét về sự mạnh mẽ và những vũ khí hiện đại của quân chính phủ thì thực sự họ chẳng là gì cả. Tuy nhiên, với sự bền bỉ, tàn bạo thì quân chính phủ cũng gặp không ít khó khăn với họ. Nhất là sau sự kiện đảo chính, khi mà Liên minh Ba Anh Em mở ra chiến dịch đầu tiên. Mà như mình đã nói, đây dường như là một phát súng hiệu mở ra một cuộc chiến toàn diện trên cả nước. Các lực lượng phiến quân như KNLA như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để đấu tranh. Lữ đoàn KNLA số 5 đã tràn vào một căn cứ của quân đội Myanmar gần biên giới Thái Lan, sát hại 10 binh sĩ, bao gồm một phó chỉ huy tiểu đoàn. Quân đội Myanmar đã phải tiến hành nhiều cuộc không kích vào các ngôi làng ở Karen để trả đũa. Không kém cạnh, không lâu sau đó, KNLA lại chiếm được 2 căn cứ của quân đội Myanmar
ở các vùng biên giới. Tính đến nay thì số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa chính quyền quân đội và Liên minh Quốc gia Karen là chưa được thống kê chính xác. Thế nhưng có một điều chắc chắn, con số đó phải lên tới hàng chục ngàn người, bao gồm cả những đứa trẻ thay bố mẹ chúng ra chiến đấu. Có thể nói rằng, cuộc chiến tranh dai dẳng kéo dài hàng chục năm giữa Liên minh Quốc gia Karen và quân đội chính phủ Myanmar đã bộc lộ những góc tối nhất của nhân tính. Mình sẽ không đánh giá lý tưởng của họ là đúng hay sai, và giữa họ và quân chính phủ, ai thiện, ai ác. Tuy nhiên, mình thực sự xót thương cho những đứa trẻ, những sinh linh đáng lẽ phải được bảo vệ và giáo dục, thì lại bị cuốn vào những vòng xoáy của bạo lực, buộc phải cầm vũ khí lên để chiến đấu. Phụ nữ, những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội, lại càng trở nên mong manh hơn khi bị lôi kéo vào cuộc xung đột, phải đối mặt với nguy hiểm và những mất mát khôn lường. Những sự tàn bạo này không chỉ là một biểu hiện của sự bất lực trong việc đạt được mục tiêu bằng hòa bình, mà nó còn phản ánh một sự suy đổi đạo đức trong bối cảnh một cuộc chiến không hồi kết. Cuộc nội chiến này đã vượt xa khỏi giới hạn của một cuộc xung đột quân sự và trở thành một tấn bi kịch nhân đạo kéo dài, nơi mà giá trị con người bị chà đạp và tương lai của cả một dân tộc bị đặt lên bàn cân của bạo lực và hận thù. Thứ hai, các tổ chức vũ trang khác. Cho tới nay thì có 3 kịch bản về cuộc nội chiến này như sau. 1. Là phe chính phủ quân sự sẽ tuyên bố giải tán, nhường đường cho một cuộc bầu cử tự do trong tương lai. Kịch bản số 2 là phe chính phủ quân sự sẽ thỏa hiệp với phe nổi dậy, chấp nhận chia sẻ quyền lực, thế nhưng vẫn giữ được một số chức vụ chủ chốt. Và kịch bản thứ 3, hai phe không chịu đàm phán, không chịu ngồi lại, hoặc là bị đánh bại hoàn toàn, hoặc là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng nổi dậy. Có vẻ như cuộc chiến đang diễn ra theo kịch bản thứ 3, khi mà các phiến quân đang mở hàng loạt những cuộc tấn công mãnh liệt vào lực lượng quân đội. Chỉ trong vòng từ 2 tới 3 tháng, lực lượng quân đội đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại liên tiếp từ những cú đánh trời giáng của quân nổi dậy. Phe nổi dậy đang thể hiện quyết tâm muốn tiêu diệt hoàn toàn quân chính phủ hơn bao giờ hết. Nhiều người thì vẫn hỏi rằng tại sao một quân đội chính phủ hùng mạnh, chính quy, sở hữu những vũ khí hiện đại, vượt trội, có được sự ủng hộ của một số nước lớn mà lại gặp khó khăn trong việc tiêu diệt các thế lực phiến quân tới như vậy? Lý do là bởi Myanmar là một quốc gia có diện tích rộng lớn nhưng lại bị chia cắt bởi những ngọn núi cao. Từ trước tới nay, chính quyền luôn gặp phải nhiều khó khăn trong việc quản lý lãnh thổ, hành chính. Có một thực tế rằng, việc thống nhất về quản lý hành chính quốc gia là điều mà Myanmar chưa từng thực sự đạt được. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các cường quốc tham gia chi phối và thúc đẩy bạo loạn ở quốc gia này. Ví dụ như việc nước Anh đã từng can thiệp vào quá trình Miến Điện muốn sáp nhập tiểu bang Kanini. Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, MNDAA, thuộc Liên minh Ba Anh Em, thì lại được sự ủng hộ bởi Trung Quốc. Hay chính phủ dân sự NUG, tuy chỉ được cái danh nhưng mà thông qua tổ chức này, các nước khác có thể viện trợ cho các nhóm vũ trang. Tổ chức này thì do Hoa Kỳ và Thái Lan hậu thuẫn. Ngoài 7 lực lượng nổi bật đang tham chiến tại Myanmar, bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những cái tên khác như Quân đội Giải phóng Nhân dân Burma, Quân đội Quốc gia Chin, CNA. Những lực lượng này có phần yếu thế hơn, không trực tiếp nổi dậy nhưng lại rất tích cực hỗ trợ cho các lực lượng mạnh hơn trong cuộc chiến chống lại quân chính phủ. Tại phía đông nam Myanmar, khi quân chính phủ thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu dân sự ở các làng tại bang San, bang Kayin và bang Kayan, thì các lực lượng của những dân tộc thiểu số này đã khiến ít nhất là 20 binh sĩ và 20 chiến binh kháng chiến thiệt mạng trong nhiều cuộc đụng độ ở phía nam bang San. Các nhân chứng mô tả cảnh binh lính cướp bóc đồ trang sức, cướp tiền mặt, cướp xe cộ và nhiều vật dụng có giá trị khác một cách có hệ thống. Phe quân đội tuyên bố rằng những hành động đó là hình phạt tập thể đối với các dân tộc thiểu số của họ. Còn đây là những gì đã xảy ra tại miền Bắc. Quân đội quốc gia Chin đã đột kích và phục kích các tiền đồn cũng như đoàn xe quân sự của chính phủ. Giao tranh diễn ra trong suốt nhiều tháng, phá hủy hơn 1/4 các tòa nhà của thị trấn Than Lang. Tại nhiều khu vực khác, chiến tranh du kích đang diễn ra trong suốt thời gian còn lại trên khắp đất nước Myanmar. Các lực lượng phiến quân nhỏ lẻ sử dụng thuốc nổ tự chế để tấn công quân đội. Theo sau đó là vô số người đã thiệt mạng. Quân chính phủ thì không những phải chiến đấu với các lực lượng phiến quân tàn bạo,
họ còn phải đối phó với lực lượng nhỏ lẻ và rất hay đánh lén. Tình hình chiến trận đô thị dần nghiêng về các lực lượng phiến quân. Đã có 367 quan chức do quân đội chính phủ bổ nhiệm bị ám sát trong các cuộc tấn công bất ngờ. Họ cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào nhà của các phi công để đáp trả các cuộc không kích vào dân thường. Bởi trước đó, phía quân đội đã từng triển khai thử nghiệm các phương pháp chống nổi loạn, cái mà họ gọi là phương pháp tiếp cận búa, bằng cách ném bom và đốt cháy nhiều ngôi làng, cũng như tấn công cả dân thường để xua đuổi các nhóm phiến quân. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này chẳng những không hiệu quả, không mang lại cho họ thêm quyền lực, mà còn gây ra một phản ứng ngược, gây ra sự hận thù trong lòng dân chúng đang tăng cao hơn bao giờ hết. Ít nhất là đã có 3 cáo buộc về sự tàn bạo của quân đội chính phủ. Họ đã hành quyết ít nhất là 37 dân làng trong vụ tấn công vào Mon Taiyipin vào tháng 5 năm 2022, sau khi pháo kích vào ngôi làng bằng pháo hạng nặng. Lực lượng quân đội cũng đã tiến vào tu viện Phật giáo địa phương, bắt các nam thanh niên trong thời gian ngắn trước khi hành quyết họ. Cùng trong năm 2022, hơn 80 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do phía quân đội chính phủ gây ra. Ngay trong lễ kỷ niệm thành lập tổ chức độc lập Kachin, Kaio, khiến đây trở thành cuộc tấn công gây tử vong cao nhất đối với thường dân kể từ khi cuộc nội chiến mới nổ ra. Chính quyền quân sự đã phủ nhận thương vong của thường dân, trong khi Liên Hợp Quốc thì lên án cuộc tấn công này. Chính quyền quân sự tiếp tục đốt phá các ngôi làng. Quân đội chính quyền quân sự thì cũng dùng con bài ẩn náu trong những chiếc xe tải dân sự đóng giả làm công nhân để phục kích lực lượng phòng thủ địa phương. Nó làm mình nhớ tới cuộc chiến con ngựa thành Troy, khi mà quân đội Hy Lạp đã sử dụng để chiến thắng quân Troy. Tuy nhiên, ở trường hợp của Myanmar, họ vừa không giành được chiến thắng, lại vừa thất bại khi lấy lại lòng tin của người dân. Gần đây nhất, họ còn áp đặt thiết quân luật tại 37 thị trấn vốn có hoạt động kháng cự họ, ảnh hưởng tới hàng triệu cư dân khác. Trên đây, mình đã đưa ra những cái tên đang trực tiếp tham chiến trong cuộc nội chiến Myanmar. Có thể là trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều cái tên khác, bởi mình nghĩ rằng cuộc nội chiến này sẽ còn dai dẳng và nhiều người sẽ còn phải đổ máu vì nó, bởi những toan tính của những kẻ đằng sau những lực lượng này, đặc biệt là cái tên Trung Quốc. Còn nếu muốn có sự biến đổi lớn trong cuộc chiến này, thì chắc là lúc đó phải có một thế lực cân bằng với Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, cùng lắm là biến Myanmar thành Triều Tiên và Hàn Quốc version thứ hai mà thôi, khi nước này sẽ được cai trị bởi cả chính quyền dân sự và chính quyền quân sự ở phía còn lại. Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ nằm trên giấy và trong kịch bản của những nhà bình luận chính trị mà thôi.